tụi em đi đâu mà ngày hôm qua không về, làm chị lo lắm. Chuẩn bị đồ đi rừng. Anh thấy lũ chim nó hót hay quá nên anh đứng anh nghe. Dạ đúng rồi đó anh hai. Tụi nó là lũ chim đuôi đỏ, hót hay nhất trong các loài chim đó. Công nhận tụi nó hót hay thiệt. Mà tụi nó thường tới đây lắm hả em? Sao bữa nay mới gặp? Dạ tụi nó tới đây lâu lắm rồi. Tại anh hai đi làm sớm nên không có nhìn thấy. Với lại ở đây em chỉ có tụi nó là bạn thôi à. Phần nghiệp em gái của anh quá đi. Suốt ngày chỉ thui thủi một mình nè. Mà công nhận tụi nó hót hay thiệt. Chắc cái tổ của nó cũng gần đây thôi em ha. Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy là sáng sớm tụi nó thường đậu vòng vòng xung quanh nhà mình nè. Rồi buổi trưa thì bay đi, buổi chiều lại bay về. Chiều nay mình về sớm, thử coi tổ của nó nằm ở đâu. Anh hai, anh hai à. Anh hai nghĩ gì vậy? À, anh nghĩ cái lũ chim này nó khôn thiệt. Chắc nó thấy anh lạ cho nên nó không dám xuống ăn nữa. Dạ đúng rồi anh hai, tụi nó khôn lắm luôn. Khi nào thấy em á, tụi nó mới xà xuống thôi. Còn không á, thì chỉ ở vòng 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 trên cao à. Em có gói cơm để sẵn, anh hai nhớ mang theo nha. À, anh chuẩn bị hết rồi, em vô lấy giùm anh đi. Dạ. Công nhận cái lũ chim này tinh khôn thiệt. Chắc hôm bữa mình gặp nó đây, hèn chi mình bẫy hoài không bắt được chúng. Em có gói hai con khô với muối mè ở trong này. Sao anh hai chỉ đem theo muối mè không vậy? Thôi được rồi, anh ăn với muối mè được rồi. Em con gái phải ăn thịt ăn cá nhiều vô thì da dẻ mới tốt được. Nhưng mà em ở nhà có làm gì đâu. Anh hai đi rừng đốn củi cực nhọc, phải ăn nhiều mới đúng. Khổ ghê. Thôi được rồi, bây giờ anh ăn một con, em ăn một con, chịu chưa? Dạ. Rồi vô lấy cho anh hai đi. À, nghe anh hai dặn nè, ở bìa rừng này rất là vắng vẻ. Anh hai đi rừng rồi, em ở nhà đừng có đi đâu xa nghe chưa? Dạ. À, mà anh hai nè, ở khe suối á, em thấy có nhiều nấm mọc lên lắm. Chút nữa em ra đó hái, rồi chiều kho ăn ha. Ủa, khe suối nào? Dạ, thì cái khe suối ngay chỗ cái cua dẫn vô rừng đó. Mấy hôm nay trời mưa, chắc là nấm mọc lên nhiều lắm. Thôi được rồi, để anh hai đi rừng, anh hai đi ngang đó rồi anh hai hái luôn cho. Em khỏi cần ra nghe chưa? Ở nhà nhớ lời anh hai dặn nha. Anh hai đi à. Dạ em nhớ, anh hai đi cẩn thận nha. Ừ. Tụi em ăn đi, đó là anh hai của chị, chứ không phải người lạ đâu. Tụi em đừng có sợ nha. Đóng này không thấy đi đâu, qua mặt tao lầm lũi đi. Ủa có hả? Nè. Ủa sao đu đen sao không có đu đỏ? Chim này không vậy? Tao cũng bắt cũng có vậy. Ba thứ này người ta không có mua nữa. Lũ chim nó khôn lắm, nó báo động cho nhau nó bay hết rồi, chứ còn chim này không mà. Trời ơi, mày ráng đi, ráng tìm để bán, mắc lắm. Người ta đặt mình còn hơn là mày đốn củi trong rừng nữa. Thì bây giờ mình làm cách nào cho nó đỏ cái đuôi là được rồi.
ông nội tao không biết làm sao cho đuôi nó rõ được nữa. Con chim đuôi đỏ. Mày là thanh niên à. Mày ráng đi tìm đi. Ở nhà tôi. Ở nhà mày khó hả? Không. Ông chỉ nói con chim đuôi đỏ không mà tôi đâu có biết nó đang sao đâu mà tôi bắt nó. Cái ba thứ này tao không có mua nữa. Trời ơi, mày trai tráng mà ráng đi tìm đi. Không có. Ráng tìm đi, mắc lắm. Tại sao người ta phải cần con chim đuôi đỏ? Ta cần, chắc có thể là người ta ngâm thuốc hay là gì đó, trị bệnh. Chim mà ngâm thuốc cái gì ông ơi? Tao đoán vậy thôi, tao đâu biết. Thôi mày đưa đây. Chi vậy? Có mấy con, tao có mấy con hùng lại được à. Tao bán là tao đưa tiền mày ngang. Còn bán không được tao nhổ lông à. Làm gì? Tao nhậu. Trời ơi, con chim có chút xíu không đủ không nhét kẻ răng nữa. Thì kệ tao. Nhưng mà tôi thắc mắc nè. Chim đuôi đỏ chứ gì. Chừng nào tao biết tao giải đáp cho mày, cho mày khỏi thắc mắc ha. Chim tới cho ông nè. Ai đó? Dạ tôi. Dạ. Dạ. Thôi bé ơi, ta đã dặn nhà người đem những cái con chim, cái thân đen, thân trắng đen, mà đuôi nó đỏ, thấy chưa? Mà tiếng hót á, nghe thảnh thót. Sao cái loại chim này tầm thường quá vậy hả? Tôi biết vậy rồi. Làm như cái lũ chim đi biết báo động gì không? Mất tiêu hết trơn à. Tôi vừa tốn nhiều công sức á, bắt được bao nhiêu chim nè. Còn cái lũ chim mà đuôi đỏ đó, đặt tôi đó làm như nó biết báo động á. Nó bay mất tiêu hết trơn à. Tôi bắt được nhiêu ông làm ơn mua giùm tôi đi. Tôi đã lỡ bẫy nó rồi. Mai mốt tôi tìm chim đuôi đỏ cho ông. Ta đã nói với nhà ngươi lâu rồi, ta nói ta cần cái loại chim đuôi đỏ nghe chưa. Nếu nhà ngươi có đem tới ta sẽ trả giá cao. Nếu nhà ngươi không muốn đem về thì cứ để đó cho ta. Lần sau đem những con chim đuôi đỏ tới đây ta sẽ trả tiền luôn. Nghe chưa. Nhưng mà tôi đã bắt được nó rồi. Chứ hơn nữa giờ tôi hết tiền rồi. Không có gạo nữa. Bây giờ ông làm ơn mua giùm tôi đi. Tôi có mớ tiền để là tôi mua gạo để sống. Giúp giùm tôi đi, tôi năn nỉ ông mà. Ta không cần biết cái chuyện đó. Ông mau đi tìm cái lũ chim đuôi đỏ đem tới đây. Ta sẽ trả cho ông bằng bạc nén nghe chưa. Nè. Dạ. Ta đã nói rồi. Đi về đây. Còn cái lũ chim đây. Còn cái lũ chim này để lại đó cho ta. Tức chết mà. Nếu không có những cái lũ chim đuôi đỏ thì làm sao mà ta lấy tinh khí của chú để ta cải lão hoàn đồng chứ. Ta không thể chờ đợi tên này được.
ta phải đích thân ra mà bìa rừng có làm sao. Trời ơi, trời, cái chân chết tiệt này. Mày hại tao, mày hại tao hả? Vì mày đó mà ta không thể quá phép bay đi được. Đất ơi, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Cái gì? Mày á, cái mặt mày tao không ngờ nha. Mặt vậy mày gian xảo nha, thấy ngu vậy mày gian xảo nha. Chim nó ở chỗ này nè, chim đu rõ ở đây. Sao mày nói mày không biết là sao? Ai biết đâu, thì tụi nó cũng mới tới đây thôi. Mà lũ chim này nó khôn lắm. Nó thấy người lạ, là nó bay nó tiêu à. Sao mày không gian bẫy bắt nó? Thôi không được đâu. Em tôi nó thương cái lũ chim này lắm. Tôi mà bắt á hả, nó giận tôi đó. Tao hỏi thiệt mày nha, mày bắt không? Không. Mày không bắt, tao bắt. Thôi ông ơi. Dạ. Ông làm gì vậy? Tôi nói ông rồi, cha mẹ tôi mất sớm, em tôi nó thui thủi của một mình à. Nó chỉ có cái lũ chim đuôi đỏ này là bầu bạn với nó. Nó biết tôi bắt á, nó giận, nó không nhìn mặt tôi luôn á. Mày sao mày khờ quá. Cái bầy chim này bị bắt thì có bầy chim khác tới bầu bạn với em mày, làm như trong rừng có bầy chim này thôi à. Mẹ, bắt đi, bán nhiều tiền lắm, phải không? Mày lấy tiền đó mày lo cho em mày phải tốt hơn không? Tôi biết rồi, tiền mà ai mà không ham. Nhưng mà tôi sợ em tôi nó biết tôi bắt, nó buồn, nó tội nghiệp nó lắm á. Khóc thấy mà ghét. Ngu quá ngu đi. Tao với mày hợp tác với nhau làm bẫy bắt bầy chim này, làm sao em mày biết mày giận mày? Lỡ nó biết thì sao? Tao không chịu. Thiệt không? Ai à? Ai? Dạ. Ủi chạch rồi, không chất vô kho đi, để đầy bừa ngoài sân làm sao? Rồi bỏ về. Dạ đâu có, con đang làm. Con về con đưa nắm cho em con, rồi con ra con làm tiếp. Trời ơi, thôi thôi bây giờ mày á, mày về mày chất củi vô kho đi. Bà chủ á, bà sắp sửa tiếp khách rồi, mày mà để bày bừa ngoài sân á, bà la mày, bà chửi mày, rồi bà không có trả tiền sao? Thôi được rồi, bây giờ cứ ở bển chú làm đi. Con qua con làm liền nha. Nhớ nhà nhớ rồi, con làm liền. Dạ dạ. Thôi bây giờ ông về đi,
Rồi cái chuyện đó tôi với ông bàn sau. Bây giờ tôi mắc tài con chuyện của tôi rồi nha. Ông đi về đi. Tao về hả? Trời ơi, công nhận ông còn khờ hơn tôi nữa. Ông đứng đây là lũ chim đuôi đỏ làm sao nó dám xuống. Ờ hả? Chim phải sợ người ta ha. Thôi ông về đi nha. Ờ tao quên. Cái gì mai tôi qua tôi bàn ông nha. Chim phải sợ người ta phải không? Ừ, ông đi về đi, về đi. Bà mấy cái bánh với. Bà ơi, bà lớn tuổi rồi, tại sao lại còn đi bán bánh? Hằng ngày á, con gái của bà đó nó đi bán. Hôm nay nó bị bệnh, bà phải đi bán thay nó. Nè, con ăn đi, ngon lắm đó. Bánh của con gái bà nó làm đó. Mua giúp giùm bà đi con, còn có mấy cái à. Nhìn bánh ngon quá. Bà còn bao nhiêu cái con mua hết cho. Chút nữa anh con về ăn luôn. Ồ, lũ chim hót hay quá. Ta rất thích nghe chim hót á. Lũ chim á thích thật ghê lắm. Hằng sáng là bà vẫn thường là đi ra ngoài sân vườn rải hạt kê cho chúng nó ăn. Nhìn chúng nó tiếu tích á, dễ thương ghê á con à. Dạ. Ơ, mà sao nó không ăn? Cũng không chịu hót nữa. Hồi nãy giờ nghe chúng nó hót á, bao nhiêu mệt mỏi trong người của bà nó hết trơn à. Dạ. Để con kêu chúng nó hót cho bà nghe nha. Ủa, con biết nói chuyện với chúng hả? Dạ không, nhưng mà bà sẽ thấy một điều rất là bất ngờ. Máu trong người chúng sẽ là lúc đỏ tươi nhất.
và ta sẽ bẻ cổ hút hết máu của bọn chúng. Bà thật là độc ác quá. Hù lắm. Nói cho người biết, nếu như muốn ta tha tội thì ngươi hãy mau mau cất tiếng hát lên để cho lũ chim hót theo. Nói cho người biết, người đang rất là may mắn, bởi vì ta đang trong thời gian chai tịnh 100 ngày. Nếu không, người chính là món mồi béo bở của ta đó. Không, không bao giờ tôi tiếp tay với bà hại lũ chim đâu. Tôi cũng không bao giờ để bà hại chúng đâu. Ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ tha mạng. Còn nếu như không, ta sẽ hút hết máu lũ chim kia rồi ăn thịt người luôn. Đến lúc đó thì đừng có trách tại sao ta độc ác, nghe chưa? Bà ơi, bà tha cho con với lũ chim đi, bà đừng có hại chúng. Con nhỏ ngu ngốc, ta đã cất bao nhiêu công sức để có thể bắt được ngươi và lũ chim này đem về đây. Ê, vậy thì ngươi nghĩ là ta có thể dễ dàng tha mạng cho các ngươi hay sao chứ? Không nói nhiều nữa, mau mau làm theo lời của ta. Hát đi, nhanh. Không, ta không làm, ta không nghe theo lời bà đâu. Xuân ơi, anh hai về nè Xuân ơi. Xuân ơi, Xuân ơi. Ủa, Xuân đâu rồi ta? Sao để nhà cửa vậy? Xuân ơi, Xuân, anh hai về rồi nè Xuân ơi. Đã dặn là không được đi đâu rồi. Gì vậy? Gì mà ôm sòm vậy? Mặt mày hầm hờ hờ, muốn nuốt sống tôi hả? Có chuyện gì? Ông Mộc thả em gái tôi ra, nếu không ông không yên với tôi đâu. Tao giữ em gái mày hồi nào mà kêu thả? Giữ nó tới ông nội tao hay chi? Ông bắt em gái tôi để mà bắt cái tổ chim đuôi đỏ, ông không làm thì ai làm? Tao cũng định ăn cơm nước xong rồi qua mày hỏi tìm cách nào để bắt cái lũ chim đuôi đỏ đó. Rồi bây giờ mày nói em gái mày bị cái lung tung vậy, tao không hiểu gì hết là sao? Tôi đi làm về thấy nhà cửa trống trơn à, hạt kê dương giải khắp nhà, em tôi mất tích cùng với mấy lũ chim đuôi đỏ đó rồi. Ôi, thôi biết đâu em mày đi đâu đó. Rồi 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 rồi, nó về chút là về, có gì đâu mà mày khóc. Có đâu, em tôi nó ngoan lắm, nó muốn đi đâu á thì nó mới hỏi ý kiến tôi rồi nó mới dám đi, chứ nó không dám đi như vậy đâu. Em tôi bị mất tích rồi. Rồi lũ chim sao? Mất tích từ em cô tôi rồi. Ủa sao trùng hợp vậy? Lũ chim đua đỏ mất tích với em gái của mày một lượt là sao? Nè, hồi chiều á, tao đi ngang nhà mày, tao thấy có một bà lão nói chuyện với con Xuân, mà hai người có vẻ thân thiết lắm. Tao nghĩ là chắc họ hàng nhà mày đó. Tôi làm việc của bà con, mà bà lão lại càng không nữa. Mà bà thấy bà lão nó có quen không? Tao chưa từng gặp bà, nhưng mà có điều chân bà có tật, đi khập khểnh vậy nè. Tao đớn rồi. Gì ông? Lúc mà tao đi khỏi nhà mày đó, trước khi ở nhà mày tao về á, tao thấy một bà lão tay cầm cái gậy, chân á thì đi khập khểnh. Một ông lão cũng cầm cái gậy như vậy, chân đi khập khểnh tới để đặt tao là chim đua đỏ. Bây giờ một bà lão cũng cầm cái gậy đó, chân cũng đi khập khểnh. Sao? Em gái mày mất tích, tao nhớ rồi. Cái gì? Tao với mày đi. Ông nói cái gì vậy? Cái gì bà lão và ông lão? Tôi không hiểu. Nè, tao với mày đi, đi tìm ở trong làng này. Nếu mà không có em mày, tao với mày sẽ đi vào rừng. Đi, 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 đi. Đi cẩn thận nha ông. Biết rồi. Nhớ nhân ông. Biết rồi.
tại chị nên tụi em mới ra nông nổi như vậy. Chị sẽ tìm cách cứu các em ra ngoài nha. Tới tìm ông nè. Ai đó? Tôi. Hả? Nhà ông ở đây à? Ừ. Đem chim tới cho ông nè. Sao? Chim đuôi đỏ của ta đâu? Hả? Không có chim đuôi đỏ. Hai nhà ngươi tới đây làm cái gì? Hả? Tôi đến đây tìm em gái của tôi. Cái con nhỏ cứng đầu đó là em gái của nhà ngươi à? Nói vậy là ông đã bắt giữ em gái của tôi. Em gái của tôi đâu? Nó cứng đầu quá, nó không chịu nghe lời ta. Nhà ngươi hãy kêu nó điều khiển cái lũ chim hót đi, rồi ta sẽ tha cho nó. Nghe chưa? Được rồi, bây giờ ông hãy chỉ đi. Ông giữ em gái tôi ở đâu? Cho tôi gặp nó đi, rồi tôi sẽ nói với nó. Được. Bây giờ đi theo ta. Đây. Hả? Tầm Xuân, anh Hai nè, em có sao không? Anh hai cứu em đi anh Hai. Được rồi, anh sẽ cứu em. Em hãy khiến cho lũ chim nó hót đi, anh sẽ nói cái lão già này thả em ra. Anh Hai, anh đừng có tin lời ông lão đó. Ổng là một phù thủy đó. Ổng sẽ hút máu hết lũ chim rồi ăn thịt luôn anh em mình đó. Anh Hai mau chạy đi anh Hai. Nói vậy ông là phù thủy à? Thì ra ngươi là phù thủy à? Khốn hồn thì phải làm theo lệnh của ta, nếu không ta sẽ giết chết hết. Không, ta phải cứu em của ta. Không thể nào bỏ em một mình được, anh sẽ cứu em. Xuân ơi, không, không được giết hại anh Hai tôi. Anh Hai, em sẽ cứu anh. Chạy đi, bay ra đi các em, bay ra đi. Nó hót rồi. Nó hót rồi. Xuân, anh sẽ cứu em. Anh sẽ cứu em. Em ngồi xuống đây đi. Em bị chết nha, anh sẽ băng bó vết thương cho em. Tầm Xuân. Anh Hai, hứa với em, hãy thương yêu lũ chim.
đừng sát hại lũ chim nữa. Chú nhỏ bé hiền lành lắm, chú không làm hại ai hết. Anh hai, anh đây, anh đừng săn bắt chúng nữa nha anh hai. Được rồi, anh hứa với em, anh không bao giờ sát hại bọn chúng nữa. Em đừng có bỏ anh nghe Tâm Xuân, em đừng có bỏ anh nghe Tâm Xuân. Tâm Xuân, Xuân. Nàng Tầm Xuân hiền lành tốt bụng, vì cứu anh trai và bảo vệ chim muông mà phải chết, nên người đời gọi loài hoa mọc trên dây leo này là hoa Tầm Xuân. Dạ, tôi xin công tử, công tử hãy làm ơn cho tôi gặp ông bá hộ, để cho tôi được thưa chuyện. Thưa với gửi cái gì? Cái thứ nợ nần như mày muốn gặp cha tao để năn nỉ ỉ ôi ổng chứ gì. Tao nói cho mày biết, kể từ bây giờ cha tao đã giao toàn bộ quyền hành cho tao. Bởi vậy cho nên chuyện nợ nần của mày là tao quyết. Mày muốn cái gì á thì cứ nói với tao, cần gì phải gặp ổng. Dạ, số nợ mà bấy lâu nay tôi quá hạn, tôi hứa là tôi sẽ giao lại miếng ruộng mà tôi đang làm công cho nhà cậu. Còn bây giờ thì tôi muốn dạy cậu thêm một ít. Cái gì? Nợ cũ mày chưa trả cho tao mà bây giờ mày muốn dây nợ mới à? Mày dây như vậy mày lấy gì để thế chấp? Vậy mà mày dám hỏi mượn tao à? Dạ thưa công tử, vì lâu nay mẹ tôi nằm bệnh liệt giường nên tôi không làm ăn buôn bán gì được hết, nên bây giờ tôi mới lâm vào cảnh đường cùng này. Xin công tử, bây giờ hãy cho tôi được dây một ít để về tôi chữa bệnh cho mẹ tôi. Rồi sau đó nếu như đến hạn mà tôi không trả được tiền thì tôi... Thôi, mày nói nhiều quá. Mày tính làm sao á? Mày nói cho tôi nghe coi. Dạ, mày không tính được vậy để tao tính giùm cho mày nha. Nếu như tới kỳ hạn mà mày không trả được nợ thì mày phải trở thành tôi tớ trong nhà của tao và làm không công để trừ nợ. Công tử ơi, nếu như vậy thì chẳng khác nào mà bán thân chứ. Mày không muốn bán thân thì đừng có mượn nợ. Tao nói cho mày biết, cái nợ cũ của mày á, kỳ hạn 3 tháng tới bây giờ vẫn chưa trả cho tao. Tao không làm khó dễ mày là tao nể mặt mày lắm rồi. Dạ thưa công tử, nếu như mà mẹ tôi khỏe lại thì tôi sẽ đi làm trở lại để mà trả nợ cho công tử. Thôi mày nói nhiều quá, mày làm mất thời gian của tao quá vậy. Nếu như mày không chịu theo cách của tao tính thì thôi. Tụi bay. Dạ. Lôi cổ nó ra cho tao. Dạ. Công tử đi. Công tử đi. Dạ tôi đồng ý. Đi. Tôi đồng ý. Vậy mới được. Mẹ, con về rồi hả? Dạ. Quynh về rồi. Ủa, nụ ở đây từ sáng tới giờ hả? Ừ. Nụ à, sẵn mùi ở đây á, mùi sắc gì mua số thuốc này nha. Ừ. Thuốc này á, huynh cắt từ lương y mùi, nổi tiếng nhất ở vùng này đó. Sáng giờ mẹ sao rồi? Hồi sáng mẹ có hơi khó thở nên mùi chỉ đút được có vài muỗng cháo à. Cảm ơn mùi. Để mùi đi sắc thuốc nha. Ừ. Mẹ, hôm nay mẹ thấy sao rồi? Mẹ ráng ăn nhiều một chút rồi uống thuốc cho mau khỏe nha mẹ. Ừ. Hồi sáng con có chút việc đi mất cả buổi trời. Con đi mà nôn nóng về với mẹ lắm. Có nụ bên cạnh mẹ không sao đâu.
Con có công việc gì lo thì cứ làm đi, đừng có lo cho mẹ. Dạ, con biết rồi mẹ. Mít à, từ lâu mẹ đã coi con Nụ là con dâu của nhà mình rồi. Nhưng dù nhà mình nghèo, con cũng ráng làm vài mâm cơm, có cái lễ tơ hồng, rồi mới chính thức đón nó về làm dâu được nha con. Dạ, con biết mà mẹ. Mẹ chỉ mong sau này tay hai đứa được ăn ở với nhau hạnh phúc lâu dài. Quýt. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi nha mẹ. Ừ. Chuyện gì vậy Nụ? Quynh nè, muội nghe nói là thuốc đắt dữ lắm, tiền đâu mà Quynh mua vậy? Không phải là nhà cửa đã cầm cố hết rồi hay sao? Hay là Quynh lại đi dây nhà phú hộ Quynh? Bây giờ tính mạng của mẹ Quynh là quý nhất. Sau này có thời gian, Quynh nhất định sẽ cố gắng làm luật để trả nợ cho người ta. Muội hiểu cho Quynh nha. Muội hiểu mà. Chúng ta còn trẻ, không thành thân trong năm nay như ước hẹn thì sang năm sau, hai năm sau nữa cũng không sao. Muội chờ được mà. Đã quá mày ơi, đã quá đã quá. Mày thấy không, mày thấy không? Thấy rồi. Thấy. Trời ơi, con thấy rồi. Đã, con mày, con mày. Ủa mà cây đa có gì lạ đâu cậu? Mày khùng hả? Gì vậy? Đó, nó hướng này kìa, hướng này kìa. Ê, con gái nhà ai mà ngon mày? Gái đẹp quá. Ai vậy, vậy? Trời ơi. Ủa, con biết. Con nhỏ này là con Nụ á cậu. Con Nụ hả? Con Nụ này á, nó một tôi, nó ở trong làng mình luôn á. Có chồng chưa? À, nó là vợ sắp cưới của thằng Mít. Cái thằng như nó hả mà đòi lấy vợ đẹp hả? À, mơ đi. Này cô gái kia, cô gái kia. Ê. Nè, con định đi đâu hả cô gái xinh đẹp? Ê, nó đẹp mà nó điếc hả mày? Điếc hả? Để con thử. Này cô gái kia. Lại cậu không có đi. Con nói vẫn nghe, vẫn nhìn con, mắt đẹp lắm. Mắt đẹp. Con nhỏ này nó láo thiệt. Có biết ta là ai không? Mà sao ta hỏi không trả lời? Cô gái kia, tại sao gặp cậu ta mà không chào hỏi hả? Ta có biết công tử của mấy người là ai đâu mà phải chào hỏi. Nó trả lời được luôn kìa. Cậu tôi là con trai của đại phú gia. Đúng. Quỳnh Bá. Cơm dân nước đúc. Quá ra đây là con của kẻ cho dai nặng lãi hút máu dân làng, nổi tiếng nhất cái vùng này. Vậy bổn công tử của mấy người bị liệt hả? À, thì đó. Ê thằng kia. Mày nói gì mày? Bậy. Cậu của ta không có liệt, nhưng mà cậu của ta là người giàu sang quyền quý, nên không cần động móng tay móng chân gì cả. Ngồi một chỗ có người hầu hạ, đúng không? Nè cô gái kia, người đẹp như cô tại sao lại để chân lóng tay bùn làm việc cực nhọc như vậy? Cô hãy đi theo ta về dinh hầu hạ cho ta, cô sẽ được ăn sung mặc sướng hả? Không cần. Đứng lại. Đi đâu? Ngoan, nghe lời, theo cậu ta về nhà đi. Đừng có ức hiếp người quá đáng như vậy chứ. Đi, tránh ra. Con chận. Cái gì thì ăn cho nhiều vô rồi mập như heo. Con gái nhưng mà nó mạnh. Con nhỏ này trước sau gì cũng là người của tao thôi. Mày đặt màu mè quá là huệ. Mày nói sao? Bao mai cũng phải chịu thua một phép hả?
Dạ, như lời của công tử dặn, bà Mai Dông, bà mang cả một mâm sính lễ, bà tới nói chuyện ngon ngọt. Vậy mà cô ta không chịu, cô ta còn ném cả nguyên cái mâm ra ngoài, đuổi bà Dông. Bà chạy mất tiêu. Vậy còn cười nữa hả mày? Mày cười vô mặt tao à? Được rồi, cứ chờ đó đi. Tao sẽ trực tiếp ra tay. Mà nè, nếu tôi nhớ không lầm là đã tới ngày hẹn rồi đúng không? Thằng Mít nó chưa ừ hử gì hay sao? Thằng Mít thì nó chưa. Cậu, con điều tra, con thấy nó vẫn đi làm mướn khắp nơi. Có đầu mã của cả gia đình nó lên, cũng không đủ để trả nợ tao đúng hẹn đâu. Ở đó mà bị đặt đi làm thuê, làm mướn. Ê, kỳ này con nụ cứ chờ đó. Nụ phải là của tao. Đúng rồi, đúng rồi cậu, đúng rồi, đúng rồi. Huynh nghĩ ta một chút, uống miếng nước nè. Huynh cảm ơn. Muội cứ đem cơm nắm cho huynh nè, một lát huynh ăn nha. Ừ, muội cứ để đó, một lát huynh sẽ ăn. Dạ. Huynh à, đến hạn trả nợ rồi, bây giờ mình phải làm sao đây huynh? Muội nè, muội đừng có lo, huynh sẽ làm lụng bằng hai ba người khác, chắc chắn số tiền nợ sẽ mau hết thôi. Huynh nghĩ chắc chắn là vậy, vì lúc nào huynh cũng có muội bên cạnh mà. Muội có được chừng này, đây là kỷ vật duy nhất mà cha muội để lại. Muội tính sau ngày xuất giá sẽ đưa nó cho huynh, nhưng nay chuyện của chúng ta e là sẽ có chuyện rắc rối mà mình phải vượt qua, nên muội giao nó cho huynh trước, coi như là đời muội mãi mãi thuộc về huynh rồi. Huynh không cần phải lo nghĩ nhiều quá. Huynh không thể nhận nó được, vì kỷ vật này là của cha muội để lại. Rồi làm sao mà huynh có thể bán nó để mà trả nợ được? Nhưng mà bây giờ nó là của huynh, chỉ cần giúp được huynh thì việc gì muội cũng làm. Muội nè, không biết là ân tình này của muội, không biết đến chừng nào huynh mới có thể trả được. Huynh đừng nói vậy, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì muội thấy hạnh phúc rồi. Huynh cảm ơn muội. Nhanh tụi bay. Dạ. Hai đứa tụi bay. Dạ. Vụ lôi đầu đó cho tao. Dạ. Đi ra, đi ra khỏi tao. Cái người làm gì vậy? Cái người là ai? Sao lại bắt con gái của tôi? Mấy người làm gì vậy?
Các người đánh con trai tôi, đừng đánh nữa. Các người là ai? Hỏi con trai của bà đó. Thiếu tiền thì phải trả nợ. Tiền đâu? Mau trả đây. Cậu ơi, bà ơi, cậu ơi, bà. Cậu ơi, nếu con tôi có gì, xin cậu hãy tha cho con, đừng có đánh nó nữa. Tôi xin cậu. Mẹ, cái nhà này đó hả, không đáng nổi một đồng bạc. Tụi bay sang mạng cho tao. Đừng mày đi ra. Mẹ, đừng đánh nó nữa mà. Tôi xin cậu đó. Mình tên lại đi. Tôi lại cậu. Tôi lại cậu mà. Công tử, con đừng có đánh. Tôi nói cho cậu biết, tôi thiếu nợ công tử. Tôi có nói là tôi không trả không? Ngày mai mới tới hạn mà. Nếu như ngày mai tôi không có tiền trả nợ cho các ông, Thì tôi sẽ đến, tôi làm công cho các ông, được chưa? Mày làm cho tao một việc, nếu như thành công, tao á sẽ xé giấy nợ cho mày. Mày nghe đây, tao nghe nói mày hay vô rừng săn bắt lắm đúng không? Mày có từng nghe nói tới con chim hoàng anh màu vàng chưa? Tao đang cần con chim đó để dâng lên cho đại quan, để đổi lấy một cái chiếc quan nho nhỏ. Lúc đó tao sẽ nở mặt nở mày với cái xứ này. Nếu như mày á, mày có thể vào trong rừng bắt được con chim đó đem về cho tao, thì tao sẽ ngay lập tức xé giấy nợ cho mày. Mày không cần phải tới nhà tao để mà làm công nữa. Chim hoàng anh màu vàng sao? Trời đất ơi, sao mà tìm được hả con? Không sao đâu mẹ, đã có người nhắc tới thì chắc chắn là có đó mẹ. Con đã từng nghe nói tới rồi. Bây giờ nhất định con sẽ vào rừng đi tìm nó. Lúc đó con sẽ được xóa nợ, đời con cũng sẽ được tự do. Trời ơi, nhưng mà biết đi đâu mà tìm con? Ở trong rừng. Mày càng đi sâu vào trong rừng thì mày càng có cơ hội đi tìm con chim quý đó. Sức trai trẻ như mày, đừng có nói là không dám đi vô rừng sâu nha. Thử thách mà dễ quá thì làm sao gọi là thử thách, phải không mày? Tôi chấp nhận, ngày mai tôi sẽ lên đường. Nhưng ông phải xé giấy nợ khi mà tôi tìm được con chim quý. Tất nhiên rồi. Mà nè, ngày mai trước khi mày khởi hành, mày ghé qua tao để tao đưa cho mày cái lồng để đựng con chim đó. Với lại tao đây á cũng không có hẹp hò gì với mày đâu. Tao sẽ phát cho mày một ít lương khô để cho mày đem đi đường có cái mà ăn. Cái gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Nụ. Mẹ có sao không? Có chuyện gì vậy? Tại sao họ lại bắt Quynh? Nè cô gái, hãy biết ơn một người vừa giàu có vừa rộng rãi như ta. Nè, ta vừa mới chỉ ra được một cách để giúp cho người yêu của cô có thể xóa nợ và về với lại bên cô. Thôi được rồi, về tụi bay. Dạ, đi. Mẹ. Con ơi, biết tìm con chim nó ở đâu hả cô? Nè, trong này tao đã chuẩn bị sẵn lương thực cho mày. Bởi vì tao biết mày vào rừng sẽ cực khổ, mày phải chia ra làm nhiều phần nhỏ, ăn trong nhiều ngày. Mỗi ngày mày ăn một miếng thôi, như vậy mới tốt cho sức khỏe của mày, hiểu không? Dạ tôi hiểu rồi thưa công tử. Cảm ơn công tử. Nè tao nói cho biết nha, đây á là cái dịp may mắn nhất trên đời mà mày có được, nhớ giữ lấy nghe không? Tôi biết rồi. Biết rồi thì sao không mau đi đi. Dạ thưa công tử, tôi lên đường ngay. Thôi,
nàng tiện tới đây được rồi. Nàng hãy quay về đi. Tìm được hay không, Quỳnh cũng phải quay về nha. Có gì mình tìm cách khác. Quỳnh gửi mẹ cho muội. Muội nè, hãy giúp ta chăm sóc cho mẹ nha. Mẹ là mẹ chung, muội sẽ đến ở cùng bà trong những ngày Quỳnh đi vắng. Cũng may là có miếng ngọc bội này, coi như là lúc nào cũng có mặt mũi bên cạnh Quỳnh. Vì từ bây giờ muội đã tự coi mình là thê tử của Quỳnh rồi. Tạ ơn muội. Ta đi đây. Muội bảo trọng. Rừng đêm sương sương lạnh lẽo, không biết nó có chỗ ngủ không nữa. Chưa con? Mắt cho mặt đến như vậy. Tại sao bây giờ? Tại sao vậy? Tại sao không còn nhấc chân nổi nữa? Nụ ơi, ta vô dụng quá phải không nụ? Bị con gì cắn mà ta không biết. À.
Tại sao lại ngứa như vậy? Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ta vẫn phải tìm cho được con chim đó để mang về đoàn tụ với nụ. Không được, mình phải cố gắng lên. Như vậy Thông đâu? Vô tao biểu coi. Dạ cậu. Trời, mày làm gì vậy? Hết hồn mà. Con nè, mày đứng xa tao coi. Chơi sao đuổi. Cậu kêu có chuyện gì không cậu? Tao muốn hỏi mày, thằng Mít nó đi tới bữa nay là mấy bữa rồi? À, nếu tính kỹ ra là bữa nay là đúng là ngày thứ bảy rồi cậu. Cậu riết rồi cậu không nhớ luôn hả cậu? Tao nhớ, nhưng mà tao muốn hỏi mày cho chắc có được không? Chắc rồi đó, đúng luôn rồi đó. 4, 5, 6, 7. Cậu. Ngày thứ bảy. Con nói cậu nghe nè, nếu như thằng Mít á, nó nghe lời cậu, mỗi ngày nó ăn mỗi miếng thức ăn mà cậu đưa cho nó, thì đến bây giờ nó đã đủ sức vào tận rừng sâu. Nó đang kiệt sức trong đó đó cậu. Tất nhiên rồi, tao đã tính toán thì làm sao mà sai được. Cái thằng đó nó vừa nghèo mà lại còn ngu nữa, chết là đáng. Tao phải để cho mày chết dân chết mòn trong rừng sâu, chứ để cho mày chết liền, lúc đó xác của mày vẫn còn ngoài bìa rừng thì người ta sẽ tìm thấy. Sau 7 ngày chất độc phát tán là đúng kế hoạch của tao đã dự định. Mẹ ơi!
Bích về phải không con? Con về với mẹ phải không con? Bích à, con về với mẹ phải không con? Bích ơi, Bích à. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ thấy sao rồi? Muộn hả con? Dạ. Thằng Bích nó dậy chưa vậy? Chắc là Quỳnh ấy sắp về rồi mẹ. Mẹ yên tâm đi. Làm sao mà mẹ yên tâm được? Đã nửa tháng rồi, không thể tâm hơi nó đâu. Lương thực nó đem theo chắc cũng cạn hết cả rồi. Ông trời ơi, làm ơn cứu con. Con ơi là con. Nụ ơi. Dạ. Giờ sao con? Không biết thằng Mít bây giờ nó sống sao trong rừng rồi hả con? Tối hôm qua mẹ mơ thấy thằng Mít đó con. Không lẽ thằng Mít nó chết hoang uổng trong rừng sao con? Mẹ, mẹ đừng có nói gỡ như vậy mà. Nhất định là Quỳnh ấy sẽ trở về mà. Dì biết là có mẹ và con đang chờ nữa mà. Nhất định là sẽ về. Mẹ phải khỏe nha mẹ. Mấy người tới đây làm gì? Ta đến đây để bắt người. Không có tên Mít thì phải có ai thế thân chứ. Sao ăn nói ngang ngược vậy hả? Phải đợi chồng tôi về trắng đen rõ ràng đã chứ. Ta nghĩ là tên Mít hắn đã trốn đi không trả nợ thì cô phải thế thân chứ. Tôi không đi đâu hết. Tôi phải ở nhà chăm sóc cho mẹ tôi. Nói ngọt cô không chịu, cô muốn mạnh tay thì mới chịu hả? Tụi bay. Dạ. Lôi cổ nó về cho tao. Nè con. Nè, bỏ tôi ra. Đừng bắt con mẹ ơi. Bỏ tôi ra. Bỏ đồ ra. Cậu ơi, nhanh đi cậu. Nhanh đi cậu, bà đập đồ dữ lắm cậu ơi. Nè nè, cậu vô coi đi cậu. Thả ta ra. Không thôi ta đập hết nhà ngươi bây giờ. Thả ta ra. Thả ra. Thả ta ra. Nếu như nàng thích á thì nàng cứ đập thoải mái đi. Đập nhiều vô. Nè, nàng mà càng giận ta càng thích. Bởi vì khi mà nàng giận á, mặt nàng đỏ lên càng đẹp. Như vậy ta sẽ đốt nhà cô ơi. Đốt nhà, đốt nhà kìa, đốt nhà. Hey,
Nè, đang làm cái gì mà mạnh bảo quá vậy? Đừng có đốt á, đừng có đốt nhà ta, đốt ta nè. Ta sẵn sàng dâng hiến ta vào vòng tay của nàng. Nè, mà chuyện có gì đâu, tại sao nàng lại phải làm lớn chuyện vậy? Quá đơn giản, nàng cố tình không hiểu hay sao? Đừng có mà ương ngạnh nữa, chỉ có làm hại thân nàng mà thôi. Nếu như nàng hầu hạ ta là phước ba đời của nàng rồi đó. Chỉ cần một bước là lên voi, chỉ cần như vậy thôi là nàng được ở trong nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng. Vậy tại sao nàng lại không chịu? Nàng cứ gây làm chi ra cái thảm cảnh này? Cũng là ngu ngốc thiệt thân như cái thằng mít đó. Thảm thì sao? Ai thiệt thân? Chồng tôi sẽ trở về, người đừng có hòng dở trò. Nè, bây giờ ta nói cho nàng nghe, cái thằng mít đó nó đã chết mất xác trong rừng sâu rồi, còn cái bà mẹ già vô dụng của nó cũng đã đi theo nó luôn rồi. Ta nói cho nàng nghe, nó không có xứng với nàng đâu, chỉ có ta mới xứng với nàng thôi. Bây giờ thằng mít nó đã chết rồi, nàng đâu có còn vướng bận gì nữa. Hay là nàng hãy thuận theo ý của ta đi. Ngoan. Tụi bay đâu? Dạ. Vô đây. Dạ. Gì cậu không? Hả? Dạ. Lôi nó ra ngoài chỗ cho tao. Nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Đi. Nhanh lên. Vậy mày giờ đâu còn ngủ hả mày? Cậu, con xin lỗi cậu, con thức canh nguyên đêm, con mệt quá, con chợp mắt có một xíu à, con không có làm biến đâu cậu, không có làm biến. Coi chừng tao nha mày. Con nụ đâu? Dạ còn nguyên cổng luôn á. Buồn ngủ quá mà. Hả? À, sao? À, có quỷ, à, quỷ. À, gì vậy cậu? Quỷ. Quỷ đâu? À, quỷ đâu? Quỷ. Trời đất ơi, hai tụi bay, nụ của tao đâu? Sao tự nhiên có con quỷ già xấu xí đây vậy hả? Con biết. Con rõ ràng con ngồi canh. Con canh nguyên một đêm luôn á. Mà sao? Giờ sao ra bà già tới ghê vậy cậu? Mà con canh ở ngoài này chứ con đâu có vô trỏng đâu. Ở trong đó xảy ra chuyện gì sao con biết được? Cậu ơi, con nhìn kỹ rồi cậu, đúng là gương mặt của cô nụ đó. Nhưng mà sao bây giờ cô già nô xấu xí quá cậu ơi. Cậu ơi, đúng là cổ rồi. Mà sao bữa nay cậu biến dạng nhìn ghê vậy cậu? Mới hôm qua còn là mỹ nhân, mà bây giờ là quỷ nhân rồi. Đúng rồi, đúng là quỷ hiện hình rồi. Cậu, bây giờ mình tính sao cậu? Chứ để con quỷ già trong nhà xui xẻo lắm đó cậu. Đem dìm chết nó cho tao. À mà không được. Dìm nó cũng không chết đâu. Mà nó đi xa thiệt xa, càng xa càng tốt. Nhanh lên, mà nó đi, nhanh lên, cầm cổ nó đi, đừng để nó gặp tao. Nhanh đi, nhanh lên. Đi đâu vậy?
mày làm gì vậy? Cậu kêu mày mang nó đi. Ê, mày hiểu cậu nói gì không vậy? Cậu kêu mày đi á, tức là mày đi chứ không phải kêu tao, mày hiểu không? Cậu kêu mày là mày chứ không phải là tao. Mày vô đi. Thôi chạy đi. Rừng sâu này sao lại có một mùi hương lạ như vậy? Có lẽ nào chàng đang hiện diện gần ở bên ta? Hay là chàng muốn đưa em đi đến đâu sao? Là chiếc ngọc bội ta tặng cho chàng mà, sao lại ở đây? Nó giống như là một phần thân thể của cái cây vậy. Không lẽ chàng để vùi mình vào trong lòng đất này, đợi linh hồn chàng đã hóa thân thành cây này? Nếu như chàng là cái cây này thì chàng hãy làm một điều gì đó linh ứng cho thiếp biết. Là chàng không? Có phải là mít của thiếp không? Chắc chắn chàng đang quanh quẩn ở nơi đây có đúng không? Thiếp hiểu rồi. Từ giờ trở đi thiếp sẽ ở bên cạnh chàng, thiếp sẽ chăm sóc và gầy giống cho cái cây này tiếp nối lớn mạnh, để chàng không thấy cô đơn, không thấy buồn tủi nữa. Mất
nụ à. Kiếp này ta đành phụ nàng. Âm dương cách trở, biết làm sao đây? Đúng là chàng đây rồi. Thiếp đã tới đây rồi. Thiếp đã biết tất cả quỷ kế của bọn chúng. Chúng đã hạ độc để giết chàng. Thiếp thấp cổ bé Hồng, thiếp biết phải làm sao. Thù này không bao giờ trả được hết. Lưới trời lồng lộng, tuy thương khó lòng. Nàng hãy an tâm, trở về nhà sống mình đi. Nhất định kiếp sau chúng ta sẽ tái hợp. Không, thiếp sẽ không về đâu. Thiếp sẽ ở đây, thiếp ở bên cạnh chàng. Linh hồn của ta nay đã hóa thành thân cây này rồi. Nếu vậy, nàng hãy mang quả về nhà, lấy hồn ra ươm trồng. Nàng hãy chăm sóc cẩn thận, coi như lúc nào cũng có ta ở bên cạnh nàng. Chàng mất, chàng mất ơi, mất ơi, chàng mất ơi, chàng mất. Trời ơi, rau thì mua rau đi theo á, mua đúng rồi, ngon lắm. Thiếm mua rau đi thiếm rồi. Mua cô mà tôi mới bỏ này. Ủa, tôi đánh cái gì mà ngộ đi ta? Lạ dữ vậy cả. Tầm quá. Gì mà thơm dữ vậy ta? Dạ, chào mọi người. Đây là một loại trái cây tuyệt hảo. Tôi xin mời mọi người ăn lấy thảo nha. Thử đi. Cảm ơn cô nha. Thử đi, thử đi. Dạ đây ạ. Ngon thiệt là ngon nghe. Ngon, ngon, ngon quá trời luôn, ngon thiệt. Ngọt thanh luôn á, lần đầu tiên ăn luôn nha. Dạ, con gợi đi. Cái này là gì vậy? Ăn vô nó ngọt quá trời luôn. Ngon ngọt lắm luôn á. Đây là trái gì hả? Chẳng phải nó mọc từ hương hồn của chồng ta sao? Vậy thì ta sẽ đặt nó là trái mít. Dạ thưa mọi người, đây là trái mít, có nguồn gốc từ chồng của tôi. Tuy nhìn bên ngoài to lớn xù xì, có gai nhỏ, nhưng mà bên trong là muối vàng ươm, thơm ngon. Hơn nữa loại cây này rất khỏe mạnh, lại chăm chỉ ra trái nữa. Hả? Trái mít? Mà có phải chồng của cô cũng tên mít phải không? Dạ đúng rồi. Hay quá, thì tôi có thể nhân giống trồng được không cô? Dạ được chứ. Hay quá, hay quá, mọi người ơi, nhân giống trồng kìa. Tôi rất là hoan nghênh. Chỉ cần lấy hạt của trái mít này gieo mầm là được à. Dạ, thím ăn đi. Cảm ơn cô nha. Tôi muốn trồng cho tôi trồng với. Trồng đúng là ngon thiệt ha. Cô ơi cô, hôm lấy đồ nữa nha. Muốn đồ lắm. Mai mốt mình trồng. Thơm quá trời luôn nè. Ngon ghê. Trái mít này á ngon thiệt á. Dạ đúng rồi. Tôi sẽ lấy hạt về trồng cẩn thận. Hả? Dạ được chứ. Mọi người cứ lấy hạt của nó đem về gieo trồng. Mày có nhìn kỹ không đó mày? Dạ, con nhìn kỹ dữ lắm. Đúng con nhỏ đó là con nụ á. Con thấy á, nó đi vô chợ, nó bưng trái cây gì đó lạ dữ lắm, con đứng ở ngoài mà nghe thơm phức à. À, nó phân phát cho mọi người. Mà cậu cậu, lạ lắm. Mà kỳ lạ cái gì nữa? Cái lạ là lạ chỗ này nè. Hôm bữa phải không? Hôm bữa con với cậu thấy là bà già xấu xí phải không? Bữa nay con không hiểu sao á, cô nụ á cũng đẹp hơn ngày xưa nữa. Rồi mày có đi theo dõi cô biết nó đâu không? Ừ, cái vấn đề này cậu khỏi lo. Con á, lính của cậu mà, con tìm tới tận nơi luôn. Hiện giờ nó ở trong rừng, nó cất một cái nhà lá và có một cái giường. Còn có một cái cây kế bên cái nhà, có cái trái quý lắm cậu. Vậy à? Con nụ của ngày xưa nó đã đẹp nhất làng rồi. Vậy mà bây giờ mày nói nó đẹp hơn ngày xưa nữa. Vậy thì
làm sao tao có thể bỏ qua được chứ. Mít à, em đã đặt tên cây này theo tên của chàng, để người đời sau mãi mãi không quên. Chàng hãy tìm em ở kiếp sau để mình nối lại hẹn ước nha chàng. Đâu? Đây nè công tử. Đây nè, cổ kìa. Đó, đứng ôm cái cây đó. Thì ra là nàng trốn ở đây, làm ta tìm kiếm bấy lâu nay không thấy. Chạy trời làm sao mà khỏi nắng được. Làm ta tìm kiếm nàng bấy lâu nay, nàng không thoát được ta đâu. Khôn hồn á, thì theo ta về. Nè, tên kia, người đã đẩy chồng ta và mẹ chồng ta vào chỗ chết. Chưa vừa lòng hải giảng nữa hay sao? Bao nhiêu năm qua ta đã gác lại hận thù để an ổn thờ những người đã khuất. Này, người còn tìm tới đây gây sự nữa là sao hả? Đừng có nói nhiều, mau theo ta về nha. Nè, hôm nay ta sẽ làm cái gì vậy? Chết với các người. Bà bảo bảo vệ cậu chủ. Mày bảo vệ như vậy, tôi quýnh tàu dễ hơn đó. Quên. Nè, nghe đây. Trời ơi, cái thằng xuống, xuống, buông chổi xuống. Không. Cậu chủ là cậu chủ của tôi, không có được làm hại cậu chủ của tôi. Bỏ chổi xuống đi theo cậu chủ tôi về. Mấy người tránh ra. Hôm nay tôi quyết sống chết với mấy người đó. Nè, nàng cũng đáo đợi lắm nha. Năm xưa, nàng giả ma giả quỷ để thoát khỏi tay ta. Bây giờ đừng có hòng. Bậy đâu, vô, dạ. Bắt nó về chỗ ta. Dạ. Nhanh lên. Vô. Buông ra, buông ta ra, buông ra, buông ra. Muốn đánh ta hả? Đánh đi nè, đánh đi, chỗ này nhiều máu nè. Quýnh đi. Tụi bay. Dạ. Mau dẫn về cho tao hưởng. Dạ. Đây. Cậu chủ, cậu chủ có sao không cậu chủ? Rụng ngay đầu tao mày ơi. Cậu chủ chảy máu kìa. Mày cũng chảy máu kìa. Sao người máu chảy dữ vậy? Nó cũng chảy máu luôn kìa cậu. Cậu chủ ơi, nó chảy máu luôn rồi. Cái gì? Từ đó trái mít, một loại cây trái với lớp vỏ xù xì thô ráp bên ngoài, mang hình hài của chàng trai trong câu chuyện bi thương năm xưa, đã trở nên thân thuộc với mọi người. Cây mít ngày càng được nhân giống khắp nơi, dẫn cho đời một loại quả thơm ngon bổ dưỡng. Trái ngược với lớp vỏ mang gai xấu xí thô kệch, trái mít có nhiều muối mềm mại ngọt ngào, cũng là dư vị có hậu của một câu chuyện tình yêu đau thương trắc trở nhưng lại rất đổi thủy chung sâu sắc. Chết rồi, mưa như vậy biết khi nào mà tạnh. Khu vực này là vắng vẻ, lại không có căn nhà nào hết. À, đằng kia có một căn nhà.
Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không cho tôi hỏi thăm? Ai đó? Muốn hỏi thăm việc gì? À, tôi là học trò đang trên đường đi thi, bị mắt mưa ướt hết, lạnh quá, có thể nào cho tôi trú mưa được hay không? Nhà tôi vắng vẻ, không có tiện mời vào, xin người thông cảm, đi một chút nữa sẽ gặp chỗ trọ thôi. Tôi là học trò họ Trần, đang trên đường đi thi hội, bây giờ làng xóm còn cách xa quá. Nếu mà không tiện thì có thể nào cho tôi ngồi đây nghỉ ngơi, tạnh mưa tôi sẽ đi ngay, được không ạ? Mời người vào nhà. Cảm ơn chàng. Cha mẹ thiếp đi vắng, chỉ có mình thiếp ở nhà. Người xưa có câu nam nữ thận trọng từ cái trao tay. Lỡ mời chàng vô nhà rồi thiếp thấy thật là bất tiện. Ta thành thật xin lỗi vì đã làm phiền nàng. Nếu mà nàng thấy không tiện thì một lát nữa tạnh mưa rồi ta sẽ đi ngay. Để thiếp pha cho chàng bình trà để uống cho đỡ lạnh, chứ vùng núi này mưa xuống thì lạnh lắm. Nhà nàng có người theo nghiệp cầm sách à? Vậy là có ai sắp đi thi hay sao? Không, thiếp chỉ đọc sách cho mà biết thôi, chứ không có đi thi cử gì cả. Nàng đọc được những loại sách này là một người kỳ tài. Nàng nói như vậy là khiêm tốn quá rồi. Loại sách này ta cũng hay đọc và ta rất là thích nó. Chào uống trà đi cho đỡ cảm lạnh. Ở ngoài trời đang mưa, thấy chàng ướt hết như vậy, thiếp cũng không dám khăng khăng giữ lễ. Hay là chàng cứ nghỉ tạm lại đây. Nếu mà chàng cứ cần gì á thì cứ nói, thiếp sẽ giúp đỡ. Còn bây giờ thiếp xin phép vào trong để cho chàng nghỉ ngơi. Khoan đã. Người xưa có câu nam nữ thọ thọ bất thân, xin chàng đừng lại gần. Ta là học trò hiểu lễ nghĩa, nàng cứ yên tâm. Ta đa tạ nàng đã không nể phiền hà giúp đỡ ta. Ta chẳng dám quên ơn đâu. Ta cũng không ngờ nàng cũng theo nghiệp đèn sách. Đúng là hữu duyên, và nàng có thể nán lại với ta trò chuyện được không? Trong trà có hương quế, một hương vị rất là đặc biệt mà mẹ ta tự pha cho ta uống. Tại sao ở trống này mà lại có vị trà như thế? Chàng không cần phải bận tâm, ý thích cũng có thể giống nhau mà. Ý thích ta và nàng có thể giống nhau, nhưng tại sao lại có nhiều điểm tương đồng như vậy? Nhìn cốt cách của nàng, ta thấy có nhiều điểm thân quen. Không biết nàng là ai, cha mẹ là ai? Ta xin lỗi, chắc là nàng có nhiều nỗi niềm riêng không tiện nói ra. Chàng từ xa đến, thiếp không muốn chàng phải phiền lòng, vướng bận ưu tư.
tình cờ gặp nhau nơi vắng vẻ, thân phụ lại không có nhà, âu cũng là nhân duyên. Nếu nàng chưa có người chạm ngõ, ta xin được phép kết thân, không biết ý nàng như thế nào. Ta xin lỗi vì hơi đường đột, ta không biết nàng nghĩ sao, đó chỉ là một lời chạm ngõ thôi mà. Đúng là đột ngột quá, là phận của thiếp xấu số nên không thể nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin chàng hãy để tâm chuyện thi cử trước mắt, sau này mọi chuyện cũng chưa muộn mà. Hay là sợi dây tơ hồng kiếp nào đó làm dướng chân ta nơi lạnh lẽo này? Các kiếp trước ta với người này có duyên mà không có nợ, tới kiếp này mới gặp lại chăng? Đường lên kinh thành còn xa xôi dạng dọc, chàng mau đi cho kịp ngày thi. Ông trời xui khiến ta và nàng gặp nhau, ta chẳng muốn rời xa nàng chút xíu nào hết. Làm trai thì phải lo đại nghiệp, thiếp không có muốn mình trở thành kẻ cản đường công danh của chàng. Trong đây thiếp đã chuẩn bị ngân lượng, trên đường đi ắt có gì sẽ dùng. Một lời vàng đá thề nguyện trăm năm, kỳ thi này dù hỏng hay đậu, ta vẫn nhờ người mang lục lễ rước nàng về làm vợ. Chuyện thi cử là quan trọng, xin chàng đừng bận tâm những chuyện khác. Cảm ơn nàng đã nhắc nhở, ta không phụ lòng nàng đâu. Ta may mắn được chàng ngỏ lời cưới làm vợ, nhưng thật trớ trêu, ta lại không thể đáp lại tấm chân tình của chàng. Đề thi lần này có phần dễ nhưng cũng không kém phần hiểm hóc. Các trò hãy đọc đề cho thật kỹ để làm bài thật tốt nha. Dạ, mày ông uống trà. Để đó cho ta. Ngươi ra ngoài coi cửa nẻo cho cẩn thận, rồi đi ngủ đi, không cần phải hầu ta nữa. Dạ. Các bài thi đợt này đều không có gì nổi bật, có lẽ kỳ thi này sẽ khó tìm ra tân khoa. Đây là bài thi của chồng tôi, chàng đã ngày đêm lao tâm khổ trí để làm bài này, tôi xin ngài hãy rộng lòng mà chấm kỹ hơn
Rõ ràng ta nghe thấy tiếng của một cô gái. Hay là tại mình quá mệt. Tôi xin ngài hãy rộng lòng chấm kỹ bài thi này được không? Từ đâu tới? Chồng của nàng tên gì? Tôi là con gái họ Nguyễn, chồng tôi là họ Trần. Tôi xin ngài hãy rộng lòng mà xem xét lại bài thi. Nhà của thí sinh này chắc là có âm công gì đây, nên mới có âm hồn về đây giúp đỡ. Trần Phúc là gì? Trần Phúc đậu kìa. Quynh có phải là Trần Phúc không? Trần Phúc là ai vậy ta? Quynh ấy thật giỏi ha, Trần Phúc đậu rồi đó. Ờ, Quynh biết ai là Trần Phúc không? Không, tôi không phải là Trần Phúc. Ai là Trần Phúc? Quynh là Trần Phúc hả? Có ai biết không? Ờ, ảnh đậu rồi kìa. Ảnh là ai mà giỏi quá vậy ta? Quynh có phải là Trần Phúc không? Ta đậu Trạng Nguyên rồi. Ta đậu Trạng Nguyên rồi. Quynh là Trần Phúc. Xin chúc mừng. Dạ, xin chúc mừng. Học trò xin đa tạ chủ khảo đã chiếu cố. Lần này có tên trên bảng vàng, xin tạc dạ ghi ân. Quan Tân Khoa không cần phải cảm ơn ta, mà nên cảm ơn... Dạ. Ta hỏi điều này hơi đường đột. Chẳng hay Quan Tân Khoa đã có vợ chưa? Dạ chưa. Vì... trong nhà của Quan Tân Khoa có âm công gì không? Trò chưa nghe ai nói hết, nhưng chắc chắn là không có. Có chuyện gì không quan chủ khảo? Biết cô gái ấy là ai? Cô gái? Chủ khảo nói cô gái nào mà có liên quan học trò? Chủ khảo có thể nói rõ ràng hơn được không? Ta cũng không biết giải thích như thế nào. Cô gái đó đã báo mận cho ta hai lần trong lúc ta chấm bài thi. Lúc đó ta như nửa tỉnh nửa mê, không thể nào phân tích được rõ ràng. Bây giờ ta mới biết bài thi đó là của Quan Tân Khoa đó. Cô gái báo mộng cho chủ khảo hai lần, vậy chủ khảo có thể nào tả được hình dáng cô gái ấy không? Ta chỉ nhìn thấy cái bóng của cô ấy thôi. Cô ấy đã năm lần bảy lượt nói với ta là phải xem lại thật kỹ bài thi của Quan Tân Khoa, nên đã được âm hồn theo phù hộ mà không biết được. Thôi, Quan Tân Khoa hãy về thu xếp hành trang để còn giao triệu ý kiến hoặc thượng nữa. Dạ, một lần nữa xin đa tạ sự chiếu cố của chủ khảo. Không cần đâu, âu đó cũng là ý trời. Ta xin lỗi. Cô gái nào theo bảo vệ ta? Dừng lại! Các người đứng đây đợi ta đi.
tại sao lại có ngôi mộ này ở đây. Lúc ta đến đây đâu có ngôi mộ này đâu. Ngôi mộ này còn mới, có vẻ là người này mới mất đây thôi à. Quan trạng có điều chi dạy bảo à? Ông cho ta hỏi là ông có biết ngôi mộ này là của ai hay không? Dạ, đây là ngôi mộ của một cô gái vừa mới mất khoảng 20 tuổi. Mất cách đây nửa tháng, con của Phú Hộ Hồ Nguyễn à. Con của Phú Hộ Hồ Nguyễn à? Dạ. Ông có biết là cô ấy đã có chồng hay chưa? Dạ, cô ấy chưa có chồng. Đúng rồi, đúng rồi. Con gái của ông họ Nguyễn, 20 tuổi, mất khoảng nửa tháng nay. Đúng cái thời điểm mà ta đến đây rồi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Quang ơi, có chuyện gì vậy Quang? Ông có biết lý do vì sao mà cô gái ấy mất không? Quay về thành phố. Bệnh hủi à? Dạ thật ra thì hư thực như thế nào không biết, chỉ nghe người ta đồn đãi như vậy thôi. Chứ bởi vì cô ấy sống đây có một mình à. Chỉ biết một điều là cô ấy con gái của Hậu Nguyễn à. Con gái của ông Hậu Nguyễn? Dạ đúng à. Nàng mất ngay người ta thi cử nên hồn nàng đã theo ta và giúp ta khỏi bị đánh rớt. Vợ chồng tôi chỉ có một mình Bích Quân là con gái nên hết mực cưng chiều. Tuy là con nhà gia thế nhưng tính tình lại hiền hậu, dịu dàng. Dì Lan ơi, dì Lan. Dì Lan ơi. Dạ. Dạ, bà cho kêu tôi. Tôi thấy dạo này dì với con Bích Quân á có thái độ là lạ làm sao đó. Dì giấu tôi chuyện gì đúng không? Dạ, dạ đâu có giấu chuyện gì á. Dạ đâu có chuyện gì đâu à. Vậy sao tôi hỏi nó thì nó nói là nó chỉ bị mệt, nó hay ở trong phòng ít đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Dạ chắc tiểu thư mệt trong người, chắc cảm mạo chứ không có gì đâu, bà đừng quá lo lắng. Không khỏe trong người hả? Dạ. Vậy sao gì không mời thầy Lan về bắt mạch, hút thuốc cho nó uống. Mấy cái chuyện này từ trước tới giờ dì vẫn làm, đâu cần tôi nhắc đâu. Dì chăm sóc cho con nhỏ, từ nhỏ thì dì phải biết sức khỏe của nó chứ gì. Dạ được rồi, thôi để tôi nấu nước xong thêm vài ngày nữa chắc tiểu thơ sẽ bớt thôi. Bà đừng có quá lo. Thôi dì vô làm việc đi, nhưng mà nhớ coi chừng nó giùm tôi. Nếu mà nó chưa khỏe đó thì mời thầy về bắt mạch, hút thuốc liền nghe chưa. Dạ. Thôi dì đi đi. Không được rồi, không được rồi. Có chuyện gì mà ông làm rầm mình hoài với ông? Tôi bực mình vì mới gặp ông Phú Dần nè. Rồi sao? Bà biết không, ông đòi kết thông gia với gia đình mình đó. Tức cười thiệt. Ừ, thì ông Phú Dần đòi kết thông gia cũng đúng thôi mà. Con gái mình á, đẹp nhất làng, tốt nết để hai chữ. Người ta đòi kết thông gia với mình là cũng đúng chứ sao ông giận dữ. Con gái mình á, đã thông kinh sách, nếu gả cho con nhà giàu á nhưng lại là phàm phu tục tử, tôi không cam lòng chút nào hết. Ông à,
con gái mình á, nó cũng tới tuổi cập kê rồi. Mình phải tìm chỗ để gả cho nó thì mới đúng chứ ông. Con gái của mình á, phải sánh duyên với người văn chương lỗi lạc đàng hoàng. Lúc đó tôi mới đồng ý gả cho. Thôi được rồi, chuyện này á, bà để tôi tính cho. Tôi sẽ kén rể cho con gái của mình. Ông thấy được, nhưng mà con gái mình phải chịu mới được ông à. Gia đình mình á, đâu có thiếu tiền thiếu bạc đâu. Chỉ mong con gái mình nó tìm được người tâm đầu ý hợp mới được. Ủa, đang nói chuyện với tôi, bà bỏ đi đâu vậy? Con mình á, nó không được khỏe. Tôi vô tôi thăm nó coi nó đỡ chưa. Thì thôi bà đi đi. Con ơi, Bích Quân ơi, con ơi, con ơi con. Trời ơi, trời ơi, con ơi, con gái tôi bị làm sao vậy nè, con ơi, con ơi, ông ơi. Bà la, có chuyện gì mà bà la lên như vậy? Con ơi con. Con nó bị sao? Nó ngồi sân sẩn đó mà. Dạ. Kìa, bà thấy không? Nó có bị cái gì đâu. Nó bị bệnh ông ơi. Cái bệnh này không có chữa được. Nó giống vợ chồng mình mà. Dì Lan. Dì Lan ơi. Dạ. Dì Lan đâu rồi? Dạ, bà cho gọi. Tại sao chị giống vợ chồng tôi? Nếu không nghĩ tình gì chăm sóc con Bích Quân từ nhỏ thì tôi đuổi về đây lập tức. Tôi cha, con xin cha mẹ đừng có trách dì Lan mà. Xin bà, bây giờ ông tha tội cho tôi. Nhưng mà con bị bệnh gì? Dạ, tiểu thư bị phong. Tiểu thư cô dâu ông bà, vì sợ ông bà buồn. Nhưng mà bây giờ thì mình đã trở nặng rồi, cắt vết lở loét ra hành hạ thân thể cô ấy. Tôi phải đi đông nước sông á để rửa các vết thương cho cô ấy. Tại số của bạn Phước nên mới mắc phải căn bệnh không thể chữa trị được. Bây giờ con chỉ xin cha mẹ hãy cho con được đi ở nơi khác. Nếu như mà con tiếp tục ở lại đây á, con sẽ lây bệnh cho cả nhà. Ông trời ơi, sao không chút tội xuống đầu tôi mà để con tôi phải gánh gì nè. Vì chiều theo ý con nên tôi phải đành xây một căn nhà xa làng xóm để cho con được yên tĩnh. Thỉnh thoảng thì chỉ có dì Lan là vú nuôi của nó từ nhỏ, đem lương thực tiền bạc đến cho nó tiêu dùng. Nhưng mà chúng tôi cũng không hề hay biết nó đã từng gặp quan trạng. Chúng tôi có duyên nợ từ kiếp trước. Thật ra trong lúc tôi đi thi, lúc đó trời mưa gió bão bùng, tôi lánh tạm vào nhà nàng. Chỉ gặp nhau ngắn ngủi thôi, nhưng cảm thấy tâm đầu ý hợp lắm. Tôi đã hứa với nàng, lúc tôi vinh quy bái tổ về, tôi sẽ đón nàng để làm lễ du quy. Nhưng mà không ngờ nàng đã mất. Tội nghiệp con gái tôi, chắc nó quá tuyệt vọng vì căn bệnh quái ác nên mới tìm đến cái chết. Quan trạng đừng làm vậy. Đừng làm vậy mà tôi phải mang trọng tội đó. Mặc dù nàng đã chết,
xin ông bà hãy nhận tôi làm rể. Một ngày với con gái của ông bà cũng là cái nghĩa. Xin nhạc phụ và nhạc mẫu đừng từ chối. Quan Trạng đã nói vậy thì tôi cũng không dám chối từ. Chắc con gái tôi ở dưới suối vàng cũng được mãn nguyện lắm. Cảm ơn nhạc phụ và nhạc mẫu. Con sẽ cho người xây một cái tháp bên cạnh mộ của vợ con để đền đáp công ơn nàng đã đi theo con, giúp đỡ con để con có được như ngày hôm nay. Quan Trạng trần phúc cho xây dựng một cái tháp để đền đáp công ơn của vợ. Dân làng quanh vùng gọi cái tháp đó là tháp báo ân. Tháp báo ân được tồn tại cho đến ngày hôm nay, được người dân mở rộng ra, đó là nơi ghi nhận công ơn của người đi trước, ơn của đấng sinh thành, ơn tam bảo. Tháp báo ân giúp ta luôn ghi nhớ và tìm cách báo đền. Thank you.